Rồi, xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật trước khi vào lớp. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 2 tháng 4 năm 2023. À, chúng ta tiếp tục học môn Anh văn Phật pháp qua đời tờ từ xa khóa 7. Và bắt đầu từ hôm nay, sau cái kỳ thi dự kỳ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào học kinh Trung Bộ bằng tiếng Anh. Đúng ra đó thì sẽ bắt đầu từ bài kinh số 1 trở đi. Nhưng mà bởi vì mình rất là có cộng tình với bài kinh Niệm Xứ và nghĩ rằng là cái bài kinh Niệm Xứ rất là quan trọng và để cho nó có một cái dấu ấn rất là mạnh đối với quý vị, cho nên bài kinh đầu tiên được mình chọn học sẽ là bài kinh Niệm Xứ. Và sau đó thì mình sẽ đi trở lại từ bài từ bài kinh số 1 lại ha. Hôm qua đã gửi bài cái file cho mọi người rồi, bây giờ mình bắt đầu mình học bài kinh Niệm Xứ nha. Bài kinh Niệm Xứ đó mà mình đang sử dụng ở đây đó là lấy từ, đây là bài kinh trong thuộc Trung Bộ Kinh số 10 ha. Quý vị thấy ở đây là Majjhima Nikaya 10, tức là trong thuộc nằm thuộc trong kinh Trung Bộ và bài kinh số 10. Và cái từ đề tiếng Anh á, hôm nay thì đúng ra là mấy bản dịch mà quen thuộc khác á, như cái Kubo Thí đó dịch là Foundations of Mindfulness. Nhưng mà cái bản dịch mà mình lấy ở đây là của Bhikkhu Thanissaro và Bhikkhu Suchato thì lại có một cái cách, một cái từ đề dịch từ đề tiếng Anh rất là đó là frames of reference. Mình có cái frames là cái khung sườn ha, và reference là đối chiếu, quang chiếu. Tức là những cái đề này thì nghe có vẻ là hơn, nhưng mà sở dĩ lấy cái nhưng mà cái bản dịch của hai vị Thanissaro và Suchato đó thì bản dịch khá là ngắn gọn và cách dùng từ là nó gần gũi, cho nên là mình chọn để lấy. Mặc dù là kinh Trung Bộ thì có rất là nhiều người dịch ha, nhiều bản dịch khác nhau. Thì cách học của mình cũng từ cũng như và cũng là đầu tiên là mình sẽ đọc chánh văn của bài kinh, sau đó sẽ đến phần từ vựng và tiếp theo đó thì sẽ là cái phần dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tuy là cái bản phần dịch của bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu đã được gửi cùng với cái file PowerPoint cho quý vị, nhưng mà khi mà mời quý vị dịch đó, thì vẫn muốn rằng là quý vị vẫn dịch sát với bản tiếng Anh và dịch theo cái cách của mình, chỉ trừ một số cái thuật ngữ thì mình nên cố gắng dịch theo cái bản dịch dùng cái thuật ngữ của Hòa Thượng Minh Châu, bởi vì phần lớn ngài là cái người đầu tiên mà dịch kinh tạng từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và để mà thường những người đầu tiên đi tiên phong như vậy đó thì họ phải có một cái sự khó khăn và một cái sự đóng góp rất là lớn, đó là phải tạo nên một cái hệ thống thuật ngữ, và khi cái hệ thống đó từ nào đã được sử dụng với nghĩa nào thì nó đi sẽ đi xuyên suốt toàn bộ bộ kinh hoặc là nguyên cả tạng kinh luôn. Và Hòa Thượng Minh Châu đó, thì ngài có một cái lợi thế đó là ngài giỏi tiếng Hán, vì vậy trong khi mà ngài dịch cái bản kinh, các bản kinh ngài dịch đó, thì những từ thuật ngữ thì ngài sẽ căn cứ trên cái từ thuật ngữ Hán Việt đã có sẵn, thuật ngữ tiếng Hán đã có sẵn và ngài chuyển qua tiếng Hán Việt để ngài dùng. Và khi mà những người nghiên cứu Phật học ở Việt Nam đó thì mình thấy rằng là mình đã quá quen thuộc với bản kinh của Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là quá quen thuộc với cái hệ thống từ vựng mà ngài đã lập nên. Cho nên là những cái chỗ nào mà những cái thuật ngữ đã quá quen thuộc thì chúng ta cũng dùng những cái thuật ngữ đó. Chỉ trừ những cái trường hợp mà thuật ngữ đó nó hơi khó hiểu, mà những người mà thời bây giờ không hiểu được thì chúng ta có thể thay thế bằng những cái từ dễ hiểu hơn, gần gũi với đời sống, với cái thời đại mới hơn. Thì bây giờ cho nên là mình cứ theo nguyên tắc đầu tiên, đó là sư cô sẽ đọc qua trước một lần
Tôi có tư vấn quý vị, giải thích tư vấn với chúng ta cả lớp cùng đọc tư vấn, sau đó quay lại cả lớp cùng đọc cái bản kinh tiếng Anh, và sau đó thì sẽ mời quý vị tham gia đọc và dịch ha. Bây giờ mình sẽ đi vào đoạn đầu tiên. I have heard that on one occasion, the Blessed One was staying in the Kuru country. Now there is a town of the Kurus called Kamasatama. There the Blessed One addressed the monks. Monks, Venerable Sir, the monks replied. The Blessed One said this. Xin lỗi nghe, hình như sư cô quên thâu á. Thầy coi thử đã thấu chưa nha. Bởi vì mình phải thâu để mình đi. Mặc dù là Ngọc Ngọc Khánh có thâu, nhưng mà công việc của mình vẫn phải thâu. À, đã thâu thâu rồi, xin lỗi. The Blessed One said this. This is the direct path for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and distress, for the attainment of the right method, and for the realization of unbinding. In other words, the four frames of reference wish for. Đó là đoạn đầu tiên. Bây giờ mình đi qua từ vựng ha. Ở đoạn ngắn thôi mình thấy có 14 từ rồi ha. Đầu tiên là mình có cái chữ direct path. Direct path thì mình sẽ dịch là direct là trực tiếp, path là con đường, nên mình sẽ dịch là con đường trực tiếp. À, và từ cái từ này đó mình đi ra từ tiếng Pali là ekayano maggo. Eka là một, ekayano là một hướng và duy nhất, cho nên á, có bạn dịch là con đường độc nhất. À, đây là con đường độc nhất đó. Beings là chúng sanh, purification là thanh tịnh, sorrow tức là sầu, sầu tức là lo buồn, lamentation là bi là than khóc, pain thì nó đồng nghĩa với suffering, có nghĩa là khổ, đau khổ, distress đồng nghĩa với grief, có nghĩa là ưu phiền, overcome đồng nghĩa với surmount là vượt khỏi, disappearance là sự biến mất hay là sự diệt trừ, right method là phương pháp đúng đắn. Mà right method đây cũng đồng nghĩa với là the noble eightfold path là con đường bậc thánh đạo, hay nói ngắn gọn là thánh đạo. Attainment là đạt được hay là chứng đắc, sự chứng đắc. Realization là chứng ngộ. À, ở đây hai chữ này nó giống nhau. Đúng ra là chữ thứ sáu, chữ sáu là chữ S. Chữ unbinding. Unbinding á, đây là lần đầu tiên chắc quý vị gặp chữ unbinding. Đó là bạn từ cái từ cái tiếng Anh của từ Nibbana á. Binding tức được giải thích là gì? Extinction of a fire or without cravings. À, tức là sự diệt tận hoặc là sự diệt tận tham ái hoặc là thoát khỏi ái dục. Cái chữ binding mình, nếu như quý vị học đồng từ chữ bind là nó kết nối, nó sự kết nối, sự tiếp nối, sự tương tục đó. Mà khi mà niết bàn tức là diệt tận là không còn sự kết nối, không còn sự tương tục, không còn sự tái sanh nữa đó. The four frames of reference đồng nghĩa với là four foundations of mindfulness, bốn niệm xứ. Và bây giờ mọi người đọc lại những cái từ mới này nha. Thật ra trong này thì có một số từ nó không phải mới nữa. Nhưng mà bởi vì khi mình vô bản kính đó, và hơn nữa là muốn cho quý vị ôn lại từ vựng, mà cũng là phần có từ vựng để sau này chúng ta còn thi. Cho nên những cái từ nào mà sư thầy là quý vị biết rồi, dễ rồi mà không có soạn ra nữa đó, thì nhiều khi cả cái bài kinh này mình không có vài muốn có từ vựng nào. À, cho nên là khi mà soạn lại kinh này đó thì cũng soạn theo nguyên tắc là phần lớn những cái từ nào mà nó liên quan tới Phật học thì mình cũng sẽ soạn lại. Bởi vì chưa chắc là từ Phật học mà tới ngang đây quý vị đã nhớ. Mặc dù học xong thi xong rồi đôi lúc tới đây lại quên. Vì vậy cho nên vẫn giữ theo cái nguyên tắc là những cái từ nào mà nó ngoan để tính chất là thuật ngữ thì vẫn nhắc lại ở đây để quý vị học thêm, nhớ thêm, và sau này mình có cái tư liệu để quý vị có thể ôn thi và thi ha. Bây giờ mọi người đọc lại theo sư ha. Direct part, beings, purification, sorrow, lamentation, pain, suffering, distress, grief, overcome, surmount, disappearance, right method, the noble eightfold path, attainment, realization, unbinding, nibbana,
Extinction of a fire without cravings. Four frames of reference. Foundations of mindfulness. Ok, bây giờ mình trở lui lại đoạn chánh văn ha. Mời mọi người đọc theo sư. I have heard that on one occasion, the Blessed One was staying in the Kuru country. Now there is a town of the Kurus called Kammasatama. There the Blessed One addressed the monks. Monks, Venerable Sir, the monks replied. The Blessed One said this. This is the direct path for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and distress, for the attainment of the right method, and for the realization of unbinding. In other words, the four frames of reference. Wish for. Rồi, bây giờ là mình đã đọc xong phần chánh văn. Bây giờ là tiếp theo sẽ là công việc của các bạn đọc và dịch những cái đoạn mà mình vừa mới đọc xong ha. Ở đây có hai đoạn thì mỗi bạn đọc một đoạn cho nó ngắn cho nó dễ ha. Một bạn đọc đoạn trên là chữ màu đen, một bạn đọc đoạn dưới chữ màu đỏ nha. Đọc và dịch nha. Mời bà Nguyễn Thu Thúy. Dạ, một Phật Bạch Sư con xin đọc ạ. I have heard that on one occasion the Blessed One was staying in the Kuru country. Now there is a town of the Kurus called Kammasatama. There the Blessed One addressed the monk. Monks, Venerable Sir, the monks reply. Dạ, con xin dịch ạ. Tôi nghe như vậy một thời Thế Tôn sống tại đất nước Kuru, bây giờ hay là ở đó có một cái thị trấn, có một cái thị trấn gọi là Kuru, có một cái thị trấn ở Kuru được gọi là Kammasatama. Thế Tôn gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo, các bạch Thế Tôn, các tỳ kheo trả lời Thế Tôn ạ. Dạ con xin hết. Cảm ơn bạn Thúy. Ở đây thì chữ nào đó hồi nãy bạn dịch là ở đây đó, thì mình dịch là bây giờ đấy. Bây giờ thì mình cái chữ bây giờ thì nói như của bạn hiện tại thì mình thay đổi thành chữ bây giờ là lúc bây giờ đó ha. I have heard that là tôi nghe rằng, thường là thus have I heard, thường mấy câu khác các bạn dịch khác thus have I heard thì mình dịch là tôi nghe như vậy. Còn ở đây I have heard that thì nếu như mình dịch sát đó, là tôi nghe rằng on one occasion, một thời, The blessed one, Đức Thế Tôn, was staying in the Kuru country, trú tại. Khi đó mình dùng chữ sống thì thay thì sống mình dùng chữ trú ha. Và chữ trú tức là có thể là sống một thời gian ngắn thôi. Trú tại xứ Kuru, đất nước Kuru cũng được, mà thường thì mình hay dịch là xứ Kuru, bởi vì lúc đó là Kuru đó chỉ là một cái xứ nhỏ thôi. Một cái tiểu quốc, đất nước Ấn Độ mà hiện giờ đó thì ngày xưa là tới chia thành là 16 tiểu quốc khác nhau, thì Kuru là một cái đất nước, một cái xứ sở như vậy, cho nên mình có thể dịch thoa đường thì mình châu hay dịch là xứ Kuru, thì mình cũng dịch là thay vì nước Kuru mình dịch là xứ Kuru đi ha, cho nó có vẻ là Trung Hoa hơn. Now there is a town, lúc bấy giờ có một thị trấn, chữ town này thay vì một chữ tỉnh mình dịch là thị trấn ha, có một thị trấn of the Kurus. Ở đây đó quý vị thấy cái chữ Kuru country thì không có S, nhưng mà có này of the Kurus mà có S á, thì khi mà có chữ S có nghĩa là người Kuru chứ không phải là xứ Kuru nữa. Có một thị trấn của người Kuru. Ví dụ như người Việt, nước Việt Nam thì mình gọi là người Việt Nam ha, thì cái đó mày số nhiều. Cho nên là của người Kuru, called Kammasatama là tên gọi là, cái tên là Kammasatama. There the Blessed One addressed the monks. Ở đó Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Monks, này các tỳ kheo. Venerable Sir, bạch Đức Thế Tôn. The monks replied, các tỳ kheo trả lời Thế Tôn, hoặc là theo cái cách mà của Hòa Thượng Minh Châu dịch là các tỳ kheo vấn đáp Thế Tôn. Thì cái từ vấn đáp á, nghe nó có sự cúng kính hơn là trả lời, đúng không? Cho nên là ở đây thì mình thấy rằng là có những cái từ đó
trả lời với chữ đáp thì đều là nghĩa giống nhau, mà thêm cái chữ vâng vâng đáp á, thì nghe nó có cái sự cung kính à, ở bên trong, cho nên là lát nữa mình sẽ xem thì thường là Hòa Thượng Minh Châu dịch là có thêm chữ vâng vâng đáp Thế Tôn ha. Rồi đó là đoạn thứ nhất, bây giờ đoạn thứ hai mời một bạn khác đọc và dịch nha. À, mời bạn Thiền Hồi nhớ mở mic nha, sư chưa nghe. Bạn Thiền Hồi chưa mở mic hả? Bạn mở mic rồi mà vì sao mình không nghe được? Bạn kiểm tra lại mic vẫn chưa nghe được. Hồi nãy bạn Thủy đọc sư nghe rất là lớn, rất là rõ, nhưng mà tới phiên bạn Thiền Hồi thì tới bây giờ vẫn chưa có âm thanh đó. Có thể mình tháo cái mic ra, tháo dây mic ra. Mình nhiều khi cái mic nghe được mà nói không được ấy. Có thể tháo dây mic ra rồi nói trực tiếp. Có thử xem, vẫn chưa nghe được. Trong khi chờ bạn Thiền Hồi sửa lại mic ha, thì mời một bạn khác đọc dịch đoạn này xem. Để bạn chỉ chuẩn bị bài hả? À, mời bạn Vân An. Một Phật con cảm ơn sư, bạch sư con xin đọc ạ. The blessed one said this is the direct path for the purification of the of beings, for the overcoming of sorrow and lamentation, for the disappearance of pain and distress, for the attainment of the right method, and for the realization of unbinding. In other words, the four frames of reference with four. Dạ con xin dịch là Đức Thế Tôn nói rằng đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nói cách khác đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Dạ con xin hết ạ. Đúng rồi. Ở đây thì hồi nãy có cái chữ right method á. Right method mình dịch là phương pháp đúng đắn. Nhưng mà chữ phương pháp hay là pháp thì trong cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là chữ chánh trí, và đoạn này hầu như là một cái đoạn quá quan trọng mà ai mà đọc kinh là đọc thuộc thuộc lòng đoạn này. Cho nên là bản dịch là thành tựu chánh trí. Thì thường những lúc như vậy đó thì chúng ta mà muốn kiểm tra lại cái chữ chánh trí này trong bảng Pali là sẽ là chúng tự tiếng gì rồi thì các bạn sẽ biết ngay. Thì lát nữa đó mình có thời giờ đó mình sẽ quay trở đuôi lại, mình sẽ tìm mình sẽ coi thử có mình sẽ đối chiếu ha. Không biết mấy bạn ở đây phần lớn có học tiếng Pali hay không, và có muốn là mình khi mình đọc xong bản tiếng Anh tiếng Việt của những từng đoạn như vậy đó, là mình mở cái bản tiếng Pali ra để mình coi thử là bản tiếng Pali khi mình đọc qua bản tiếng Anh xong rồi thì bản tiếng Pali là như thế nào. Vì mà muốn đọc như vậy đó thì với điều kiện là các bạn ở trong đây phải biết tiếng Pali và thì khi mà sư mở cái bản tiếng Pali ra để cho mọi người đọc và mình đối chiếu, mình sẽ cảm thấy có cái sự hứng thú. Theo sự được biết là có bạn học tiếng Anh nhưng mà cổ ngữ là học tiếng Hán. Thành ra nếu như mà cổ ngữ mà học tiếng Hán thì khi mà trong khi sư lại đem bản tiếng Pali ra sẽ đôi lúc có nhiều bạn không có biết. Cho nên bây giờ hỏi ý kiến nha. Thì các bạn cho số 1 đây. Nếu như ai mà muốn được đọc tham khảo và Pali từng đoạn á thì vô trong cái chat sẽ là cho số 1. Để sức khỏe mà nhiều người mà muốn có số 1 á, thì mình sẽ đối chiếu thêm bản tiếng Pali nữa để quý vị có thêm cái dịp để mình cái bản mình khi mình học kinh quý vị thấy thì mình học được tiếng Anh rồi, tiếng Việt rồi, mà mình đọc thêm được tiếng Pali nữa thì mình sẽ cảm thấy là mình gần gũi với cái văn bản kinh, mình cũng học thêm được một vài điều hay. Rồi, ở đây cũng có được vài số 1 rồi đó, cũng khá nhiều số 1 rồi đó. Rồi, nếu vậy thì sư sẽ, sau rồi sư sẽ dịch lại cái đoạn này xong và mình sẽ mở ra cái đoạn số 1 ha. Bây giờ sư trở lưu lại này ha, sư sẽ đọc và dịch từng đoạn cho mọi người dễ theo dõi. The blessed, mình đọc the blessed cũng được, mình là blessed cũng được, hai chữ này có hai cách đọc ha. Blessed one cũng được, có blessed one cũng được. The blessed one who said this, là Đức Thế Tôn nói rằng this is the direct path, đây là con đường độc nhất, for the purification of beings, cho sự thanh tịnh, hoặc là dẫn đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, dẫn đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, for the overcoming of sorrow and lamentation, để đoạn trừ, để gì? Vượt qua sầu bi. Overcoming là vượt qua, để mà vượt qua sầu và bi,
for the disappearance of pain and distress, để diệt tầng khổ ưu, for the attainment of the right method, để thành tựu chánh trí, and for the realization of unbinding, và để chứng ngộ niết bàn. Thì tất cả quý vị thấy đều có chữ for phía trước, for tức là để. Như vậy mục đích của cái thực tập thiền, cái pháp tu mà tự niệm xứ này á, đây là con đường độc nhất này, để dẫn đến thứ nhất này. Thứ nhất là dẫn đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Thanh tịnh là gì? Cái sự mà hoàn toàn không còn ủy nhiệm của phiền não ha. Dẫn đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, dẫn đến sự để dẫn đến, nếu như mình dịch đúng tiếng Anh á, thì mục đích của nó đây, dẫn đến sự đoàn trừ diệt tầng, vượt khỏi sâu bi, để diệt tầng khổ ưu, để thành tựu chánh trí và để chứng ngộ niết bàn. Và đó, nói cách khác, in other words, nói cách khác hoặc là đó là the four frames of reference, tự niệm xứ, wish for, bốn cái gì nhé. Nếu như wish for, nếu mình dịch sát là bốn cái gì, nhưng mà thường thường mà hoa thường dịch là ngắn gọn một cách mà rất là dễ hiểu hơn, đó là thế nào là bốn, tự niệm xứ, bốn niệm xứ thì thế nào là bốn. Và bây giờ đó mình sẽ sư stop share một chút, sư vô sư sẽ share bằng stop share, và mình sẽ share bằng tìm cái giới thiệu cho quý vị cái chỗ mà để mình vào đó. Thường thì khi mà sư cô đi vào trong Google đó, thì mình share lại màn hình nha để quý vị xem. Sư sẽ tra vào cái trang là Sutta Central, Sutta Central của sư Sushato, Sutta Central. Thì cái trang đây là cái Sutta Central Home ha. Để bắt đầu mình share để quý vị chỉ cái cách quý vị đi vào để tìm cái khi nào mình muốn vào cái trang này đó. Để mình bắt đầu share chút xíu. Share màn hình. Đây là homepage của trang là Sutta Central ha. Early Buddhist Text Translations and Parallels. Ở đây là gồm có là kinh, các cái bản kinh của Phật giáo Nguyên Thủy này, translation là các bản dịch, và parallels tức là các cái bản đối chiếu. Thì ở đây đó là mình có là 8 tàng luôn, Basket of Discourses tức là tàng kinh này, Basket of Monastic Law là tàng luật, và Basket of Systematic Treaties đó là tàng luận. Thì bây giờ đó mình vào trong đây là có bản tiếng Anh ha. Thì khi vào tiếng Anh là mình sẽ có đầu tiên là Collection of Long Discourses, tức là trường bộ kinh. Collection of Middle Discourses là trung bộ kinh. Collections of Linked Discourses là tương ứng bộ kinh. Collections of Numbered Discourses là tăng chi bộ kinh. Và Collection of Minor Discourses là tiểu bộ kinh. Thì bây giờ mình đang học từ trung bộ kinh thì mình bấm vào đây. Khi mình bấm vào đây đó thì quý mình sẽ thấy rằng là đây là Middle Discourses Collection là trung bộ này. Rồi dưới này là Middle Discourses Compilation là cái sự mà đây là Madhyam, đây là so sánh với là Madhyamagama tức là trung A Hàm đó, và những cái bài kinh trung bộ khác. Bây giờ mình đi vào á, là mình sẽ vào Majjhima Nikaya là trung bộ kinh ha. Thì đầu tiên là the first 50 là 50 bài kinh đầu tiên. Thì trong 50 bài kinh đầu tiên này đó thì sẽ có ra là đầu tiên là the chapter on the root of all things, tức là chương đầu tiên là root of all things là kinh là tất cả pháp môn đó, thì lấy bài kinh đầu tiên. Thì quý vị thấy the root of all things, Mula Pariyaya Sutta gọi là pháp môn căn bản, xin lỗi, pháp môn căn bản. Ở đây đó cái trang web này nó có một cái hay này ha, đó là cái bài kinh này đã được dịch ra tiếng Anh á, tiếng Anh á, English and Pali là của có những người dịch này, Bhikkhu Sushato rồi, Bhikkhu Bodhi, Sutthaso Bhikkhu và Ibion. Đây là bản dịch tiếng Anh, hiện giờ là có 4 bản. Và bản dịch ở các nước khác, các thứ tiếng khác là có 22 bản dịch, 22 bản dịch của các nước khác. Thì nếu mà mình bấm vào đây, quý vị sẽ thấy là tiếng Bengali, tiếng Setina, Dutch, Espanol, Français, rồi Hindi, và mình đi tới cuối cùng là tiếng Việt á. Này, tiếng Việt có bản dịch của Hoa Thượng Thích Minh Châu ha. Thì bây giờ mình trở lên này, the roots of all things. Bây giờ mình muốn vào cái bản tiếng Pali. Đây là mình đang có translation ha. Thì đây, của Bhikkhu Sushato là có English and Pali. Mình bấm vào đây.
thì mình đi vào đây đó là mình thấy cái bạn này là bạn tiếng Anh. À, xin đưa ra chỉ cho nó rồi. À, rồi xem xin lỗi nghe, đây là the root of all things nha. Bây giờ đó sư phải đi vào trở lui lại, sư lại cái bài kinh tự niệm xứ chứ không phải the root of all things. Đây là bài kinh số 1, là bài kinh căn bản Phật môn. Bây giờ mình phải đi tới á, mình phải lấy cái bài kinh tự niệm xứ ra, là bài kinh số 10. Right view là chánh kiến ha. Rồi đây, discourse on mindfulness meditation. Bây giờ mình vào cái bảng của sư Suchato đó thì có English and Pali, mình bấm vào đây. À, xin lỗi nha, như vậy là cái bản dịch này đó là bản dịch hồi nãy là sẽ cũng bản dịch mà mình lấy là frames of reference đó, đó là bài bản dịch của sư Thanissaro, còn cái bản dịch của sư Suchato đó là từ đây là sư lấy cái bản từ đây bài kinh này, đó là mindfulness meditation, là thiền chánh niệm. À, rồi bây giờ mình muốn tìm cái bài kinh này bằng tiếng Pali. À, chờ sư một xíu. Kinh này bằng tiếng Pali, chờ sư một xíu nha. Tìm ra first figure, Mulapanasa. À, nó hơi rút. Xin lỗi, mình lại đi ngược lại đây. À, bản Pali. Đây, Pali đây. Đây rồi ha, bây giờ quý vị xem. Mình xem cái đoạn vừa rồi mình mới đọc này ha. E văn mê sư tăng, là thus I have heard ha. E căng samayang, e căng samayang là on one occasion, là một thời đó. Phagava, the blessed one, Đức Thế Tôn. Guru su viharati, viharati là trụ tại. À, Guru su là chữ Guru nè, Guru là vì là danh từ ha. Và cách bảy tài Guru thì thêm chữ su, à, Guru su là tài sự Guru in the Guru country. Kamma satama nama Guru năng nigamo. À, ở đây mình gọi nigamo là một thị trấn ha. Guru năng là của người Guru, of the Gurus. Nama là name hoặc là count. Kamma satama Tatra ko bhagava bhikkhu amantesi. Tatra là there, ko là từ đềm thôi. Bhagava, the blessed one. Bhikkhu amantesi, amantesi là gọi, address. Bhikkhu là the monks, Đức Phật gọi các tỳ kheo. Bhikkhavoti, chữ bhikkhu là số ít, bhikkhavo là số nhiều. Cho nên bhikkhavo này các tỳ kheo, monks. Phadanteti, quý vị thấy chữ phadante là Phadante là bạch Đức Thế Tôn. À, Phadante nó cũng đồng nghĩa với Phante. À, Te Bhikkhu Bhagavato Pachasosun. À, Te Bhikkhu là các vị tỳ kheo ấy. Là they hoặc là those bhikkhus. Pachasosun là replied Bhagavato to the blessed one. À, như vậy các vị tỳ kheo trả lời là bạch Đức Thế Tôn. Phagava etadavocha. Phagava là Đức Thế Tôn, the blessed one. Etadavocha, etadavocha thì chia ra làm hai. Eta là etang, thus, và avocha, said, said this, the blessed one said this. Ekayano ayam pikave mago satanang visuthiya. Ekayano mago, hồi nãy sư cô có nói với quý vị đó. Ekayano mago là con đường độc nhất đó ha. Mago là con đường và ekayano là độc nhất. Ayam là này, đây là this pikave là này các tỳ kheo monks. À, như vậy ekayano ayam mago, this is the direct part. À, ayam this. À, ekayano direct mago part. Rồi tiếp theo này, satanang visuthiya. Ở đây quý vị chắc là ai học Pali thì sẽ thấy quen á. Visuthi, mình hay mà hôm trước mình hay học visuthi magga là thanh tịnh đạo. Visuthi là thanh tịnh, magga là đạo. Thì chữ visuthi là sự thanh tịnh. Mà thêm chữ gia nữa là như cho hay là dẫn đến. Đây là các bổn đó, thêm chữ gia. Thêm các... For the purification, satanang thì mình có chữ satta là chúng sanh đúng không? Satanang là của tất cả của các chúng sanh. Như vậy dẫn đến sự thanh tịnh của chúng sanh là satanang visuthiya. Soka parideva nang samatika maya. Mình có chữ soka là sâu này, parivedana là bi này, và samatika maya là dẫn đến là vượt khỏi sâu bi. À, thì dukkha domanasa nang athanga maya. Ở đây mình có chữ dukkha là khổ. Domanasa là ưu. Chắc là quý vị ai mà hay đọc kinh quen là sẽ thấy khổ và ưu. Và athangamaya là dẫn đến sự diệt tận. Để dẫn đến hoặc là để mà diệt tận khổ ưu. Để vượt khỏi sâu bi.
diệt tầng khổ ưu. Đây cái từ mà sư cô muốn chỉ cho quý vị đó là gì? Mình nói là thành từ chánh trí. Thì cái chữ chánh trí ở đây là chữ nhà giác. Nhà giác. Atigama giác. Atigama là sự thành từ. Thành từ. Cái chữ nhà, quý vị thấy chữ nhà quen không? Nhà nó là trí tuệ, là trí. Panh nhà là tuệ. Và cái chữ nhà giác này đó, thật ra nó cái chữ nhà giác này mà đi một mình đó, nó có nghĩa là phương pháp, nhưng mà nó cũng có nghĩa là vì có cái gốc nhà cho nên nó cũng có nghĩa là trí tuệ. Vì vậy cho nên là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu dịch là thành từ chánh trí. Và Nibbanasa Sacchikiriya giác, đây Nibbanasa, Nibbana là niết bàn, và Sacchikiriya là sự thành từ, sự chứng ngộ. Chứng ngộ niết bàn. Giá đi đăng đó là Chattaro bốn Satipatthana niệm xứ. Đó chính là bốn niệm xứ. Katame Chattaro thế nào là bốn? Katame là thế nào và Chattaro là bốn? Đó như vậy là mình đi tới cái đoạn hồi nãy giờ mình đọc á là như thế này ha. Và nếu như đoạn này mà mình tụng ha, sư cô sẽ tụng cho quý vị nghe khi mà tụng kinh á. Evaṃ me sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kuru su viharati kamma sadhammaṃ nāma kurunaṃ nigamo tatra ko bhagavā bhikkhu āmandesi bhikkhavoti padanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum bhagavā etadavocha ekāyano ayaṃ bhikkhave maggo sattānaṃ visuddhiyā soka parideva-naṃ samatikamāya dukkha domanassānaṃ atthangamāya ñāyassa atthigamāya nibbānassa sacchikiriyāya yadidaṃ cattaro satipatthānā katame cattaro. Đó, thì nếu như mình tụng Pali là mình tụng kiểu như vậy ha, từng chữ từng câu. Rồi, để cho quý vị làm quen, bây giờ mình trở lại với cái bài tiếng Anh của mình ha. Không biết có bây giờ quý vị đã trở lại thấy được cái bản PowerPoint chưa? Hay là sư phải stop share rồi share lại? Dạ, sư sư chưa thấy sư ạ. Dạ. Rồi, sư phải share lại. Rồi, như vậy là mình đã dịch xong. Bây giờ mình xem bản dịch của Hòa Thượng. Bản dịch của Hòa Thượng ha. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru, từ phiên âm là câu lâu, Kama Sathama, kiêm âm là đi kiêm Ma Sắc Đàm, là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, các tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Đó, hồi nãy sư cô đã nhắc tụi về chữ vâng đáp á. Chữ vâng đáp và chữ trả lời, thì mình thấy cái chữ vâng đáp nó cung kính hơn. Còn ở đây là đô thị của xứ Kuru, thì đây là cách dịch của ngài. Nhưng mà nếu như mình coi tiếng Pali là Kuru Năng, hồi nãy không? Kuru Năng. Kuru Năng là số nhiều. Mà đã là số nhiều thì không thể là xứ Kuru, mà phải là của người Kuru, là đô thị của người Kuru, đô thị hoặc là thị trấn ha. Bạch Thế Tôn rồi, và Thế Tôn thuyết như sau: này cả tỷ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Thì đoạn này là mới chỉ là đoạn giới thiệu thì mình thấy khá là đơn giản ha. Bây giờ mình có đoạn tiếp theo. Sư coi nha, cái đoạn này không hiểu vì sao hôm đó lại xin lỗi sư xem lại một chút xíu. Cái bản của sư Thanissaro đó, bây giờ mình sư tắt lại, sư coi cái bản dịch của sư Suchato nha. Đây mình thôi nó cũng vậy, bây giờ sư sẽ vẫn lấy là cái bản của sư Thanissaro đi, không sao. Sư sẽ lại nha. Rồi, quý vị nghe sư đọc qua đoạn này. There is a case where a monk remains focused on the body in and of itself, ardent, alert and mindful, putting aside greed and distracts with reference to the world. He remains focused on feelings, mind, mental qualities in and of themselves, ardent, alert and mindful, putting aside greed and distracts with reference to the world. Giờ mình đi qua từ mới. Qua từ mới nha. Đầu tiên là mình có cái từ là remains focused on the body, thì nó đồng nghĩa với là contemplating the body. Remains focused là giữ sự chủ tâm ha, duy trì chủ tâm trên thân,
ha. Remain là duy trì, focus là chủ tâm, on the body là trên thân, thì nó đồng nghĩa với contemplating the body là quán thân. Thì thay vì mình nói duy trì sự chủ tâm trên thân thì mình thấy rằng là nó dài, mà trong khi mình có một cái thuật ngữ ngắn hơn mà mình quen dùng, đó là quán thân. Cho nên hai cái cụm từ này nó đồng nghĩa với nhau ha. Ardent ardent là nhiệt tâm. Alert, alert là mình hay dịch là gì, là luôn luôn báo động ha, nhưng mà alert ở đây là tỉnh giác. Và mindful là chánh niệm. Nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm là ba tỉnh từ rất là quan trọng để diễn tả một cái trạng thái tâm của một người mà tu tự niệm xứ. Nhiệt tâm, tinh tấn. Nhiệt tâm đồng nghĩa với tinh tấn ha. Tỉnh giác, tinh tấn, tỉnh giác và chánh niệm. Tỉnh giác và chánh niệm nó khác nhau. Chánh niệm á, tức là gì? Cái tâm của mình để ngay trên cái hiện tại này, mình không có rong ruổi đi chỗ khác. Còn trong khi tỉnh giác á, là thấy rõ cái đối tượng đó. Rồi tiếp theo là putting aside, đồng nghĩa với having removed. Putting aside là để qua một bên, dẹp qua một bên, hoặc remove là dẹp nó đi. Thì họ thường dịch ở đây từ này là chế ngự. Greed and distress. Mình có chữ greed là tham và distress là ưu. Cho nên là greed and distress là tham và ưu. Feelings là cả cảm thọ. Mind là tâm. Và mental qualities. Cái chữ qualities ở đây đó là chữ tính chất. Còn cái mental là thuộc về tâm. Nhưng mà cái chữ tính chất ở đây đó thì nó không phải chỉ nói là chỉ tính chất không thôi, mà mình thấy đó là tức là các cái pháp mà nó thuộc về tâm. Thì dịch là ở đây dịch là pháp ha, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó. Thì trong trường hợp niệm pháp ở những chỗ khác người ta dịch là chữ pháp, nó nghĩa rất là rộng. Có nơi dịch là mind object, có nơi dịch là states, có nơi dịch là things, nhưng mà trong bản dịch này dịch chữ mental qualities. Mental quality là các phẩm chất của tâm, các trạng thái tâm vân vân. Thì đây dịch là pháp. Bây giờ mình đọc lại mấy từ mới này ha. Remains focused on the body, contemplating the body, ardent, alert, mindful, putting aside, having removed, greed and distress, feelings, mind, mental qualities. Bây giờ mình trở lui lại cái bản chánh văn và quý vị đọc theo sư ha. There is the case where a monk remains focused on the body in and of itself, ardent, alert and mindful, putting aside greed and distress with reference to the world. He remains focused on feelings, mind, mental qualities in and of themselves, ardent, alert and mindful, putting aside greed and distress with reference to the world. Rồi, bây giờ tại phiên các bạn ha, đọc và dịch đoạn này. Mời bạn Thiền Hội. Dạ, con chào sư, con xin phép đọc ạ. Dạ, bây giờ nghe rõ rồi. Dạ. There is a case where a monk remains focused on the body in and of itself, ardent, alert, and mindful, putting aside greed and ditches with reference to the world. He remains focused on feelings, mind, mental qualities in and of themselves, ardent, alert, and mindful, putting aside greed and ditches with reference to the world. Có thể được ạ. Ở đây này các tỷ kheo vị ấy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ tham và ưu ở đời. Cũng như vậy, vị ấy quán thọ tâm pháp trợ trên thọ tâm pháp nhiệt với nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ để chế ngự tham và ưu ở đời ạ. Cảm ơn bạn Thiện Hồi. Ở đây cái chữ putting aside thì dùng cái chữ putting á, putting là hiện tại phân từ, nó diễn tả một cái là hai cái hành động nó song song với nhau, mà ở đây mình dịch là để chế ngự á, thì mình sẽ thấy rằng là nếu như mà chữ để thì chữ to, những cái trong trường hợp mà để chế ngự thì người ta dịch là to put aside. Mà đây là dịch put in aside. Vậy thì đó, trong cái bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu đó, Hòa Thượng dịch là để chế ngự tham ưu ở đời. Trong cái bản tiếng Anh đó, là dịch là put in aside. Quý vị sẽ thấy rằng như vậy á, là nó có một cái sự không thống nhất
trong cách dùng từ giữa bảng tiếng Anh và bảng tiếng Việt, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ đối chiếu với bảng tiếng Pali để xem thử là trong trường hợp này đó là tiếng Pali dùng cái hình thức ngữ pháp nào, và hình thức ngữ pháp đó sẽ dịch theo cái dạng là put in, tức là hiện tại phân từ, hay là dịch to in order to, là dịch cụm từ, cái cụm từ để chỉ mục đích. À, đó là cái mà khi mà học kinh đó, là sư cô muốn cho quý vị thấy rằng mình phát hiện cái sự cách dịch, cái sự khác nhau trong ý nghĩa, cái cách dịch mà đưa tới ý nghĩa khác nhau. Thì mình là một người nghiên cứu, mình phải xem là bảng tiếng Anh thì dùng putting aside, mà bảng tiếng Việt thì để chế ngự. Một bên nữa là hành động đồng thời, tức là khi một vị đó quán thân đứng thân đó, thì trong khi quán thân đứng thân thì vị đó cũng vừa đồng thời làm cái công việc là diệt tầng tham ưu ở đời à, hoặc là quán thân đứng thân để chế ngự tham ưu ở đời. Quý vị thấy hai cái nó khác nhau. Vậy thì bây giờ đó mình cứ đọc qua cái này trước để mình lạc mình xem. Rồi cái chữ là ở đời cũng vậy, ở đây dịch là with reference to the word. À, nếu như dịch chữ with reference to the word của bảng tiếng Anh đó, thì mà gì? Đối chiếu với thế gian, đúng không? With reference to, à, liên quan đến cuộc đời, hoặc là đối chiếu đến cuộc đời. À, thì Hòa Thượng Minh Châu là dịch là ở đời để chế ngự tham ưu ở đời. Vậy thì để mình xem thì lạc là cái chữ mà ở đời đó bên Pali là từ nào, đúng không? Và ba cái cụm từ là nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, ba từ quan trọng này, từ Pali là từ gì? À, thì đó là cái cách mà giáo sư Hòa nghĩ đó. Khi bây giờ mình học Pali không phải là để mình không có cái tham vọng là mình dịch kinh sách, dịch sách gì cả. Bởi vì trình độ của mình thì không thể nào mà mình dịch được kinh sách mà những bộ tác phẩm đồ sộ như vậy. Hơn nữa là các bậc tiền bối cũng đã dịch rồi. Vậy mình học Pali để làm gì? Đây, trong trường hợp này học Pali là để đối chiếu văn bản. Những lúc mà mình thấy bản tiếng Việt, mình cảm thấy bạn, nếu bạn, các bạn chỉ đọc một bản thôi thì các bạn hầu như là mình không có sự thắc mắc đâu. Nhưng khi các bạn có một ngoại ngữ mà các bạn đọc á, bản tiếng Việt thì dịch kiểu này, bản tiếng Anh dịch kiểu này, bản tiếng Hán dịch kiểu này. Vậy thì bạn nào đúng? Thì khi đó chúng ta mới lấy Pali ra, vì Pali là bản gốc, để chúng ta đối chiếu xem thử trong ba bản này bạn nào gần với tiếng Pali nhất. Và thật ra đôi lúc cũng rất là khó nha, bởi vì một cái cách đó, có khi là nó dịch được nhiều một cái cách trong tiếng Pali, là cái cases trong tiếng Pali đó, vipati đó, thì một cái cách đó có thể dịch hai ba cách khác, có hai ba ý nghĩa khác nhau. Mà người mà bạn dịch này ta chọn cách thứ nhất, bạn dịch thứ hai ta chọn cách thứ hai, bạn dịch thứ ba ta chọn cách thứ ba, cho nên không ai sai cả. À, khi đó mình thấy đã hóa ra không ai sai cả, nhưng mà ta chọn cách này ta chọn cách kia thôi. Cho nên người dịch rất là quan trọng đó. Người dịch mà hiểu đúng tư tưởng, ý tưởng của cái tác giả, và trong trường hợp này là để hiểu đúng được cái ý tưởng mà Đức Phật muốn nói ở đây, ai mà dịch, và nếu để hiểu đúng thì người đó phải có pháp hành, người đó phải có một chút nào thấy được cái thực tại mà Đức Phật chỉ dạy. Thì khi người nào mà có, đấy là cái chỗ mà pháp hành bổ sung cho pháp học đó, cùng một chữ đó, cùng một cụm đó. Mà người mà có pháp học không thôi thì người ta sẽ dịch đến từ ngôn ngữ, nhưng mà người mà có pháp hành đó, người ta sẽ thấy rằng à, tới nơi đây phải dịch như vậy nó mới đúng trong cái tinh tràng đó. Cho nên quý vị thấy rằng khi mình đọc kinh đó, mình sẽ thấy rằng có những khi một vài từ thôi mà chúng ta phải chiêm nghiệm rất là lâu, và chúng ta để xem cái ý ở đấy, ý kính nói cái gì, ý Đức Phật nói cái gì, và mình cố gắng làm sao mà mình hiểu càng gần nhất cho mình chịu gần nhất thôi, cho mình giảm nói mình hiểu chính xác được lời Đức Phật được ha. Rồi thì bây giờ sư cô dịch lại cái đoạn này ha. There is a case, là nếu như mình dịch sát là có trường hợp. À, nhưng mà thì bây giờ chỉ có trường hợp đó thì lạc nữa mình xem Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là ở đây. Vậy thì lạc nữa tiếng Pali thì chữ ở đây này là chữ gì? À, there is a case, thì là có trường hợp ha. Nơi mà một vị tỳ kheo quán thân in and of itself, à, trong và của chính nó. Chữ itself ở đây là thay cho chữ body, tức là quán thân ngay trên thân, không phải quán chỗ khác. Quán thân trên thân đó, rồi quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp đó. Vì sao phải dùng chữ trên này? À, vì thấy đó, có người nói là quán thân trên thân, ví dụ như trong cái thân đó là nói rằng là hơi thở, quán hơi thở vào, hơi thở ra. Thì nếu như mà quán thân trên thân
là mình phải theo dõi toàn bộ hơi thở, thì hơi thở đang như thế nào mình thấy như vậy, nó ngắn hay dài, hoặc là nó đi vào xong nó đi vào từ mũi, nó đi xuống theo khí quản, đi vào phổi, đi vào khoang bụng, và thì nó đi như thế nào mình phải thấy đúng cái thực tại đang xảy ra đó, thì gọi là quán thân trên thân, chứ không phải là mình có một cái ý niệm về cái hơi thở, à hơi thở vào hơi thở ra, chỉ có ý niệm chung về nó mà mình không có thấy rõ toàn bộ cái hơi thở đó, không thấy rõ cái sự tiến hành nó đi tới đâu đó, thì không thể gọi là quán thân trên thân được. Như vậy hơi thở như thế nào phải thấy ngay chỉnh trên mỗi hơi thở, và mỗi hơi thở nó khác nhau, chứ không thể có một hình dung khái niệm về hơi thở được. À, hoặc là cảm thọ cũng vậy, mình đang đau thì mình phải quán ngay cái đau, chứ không phải đang đau mình tưởng tượng bây giờ nó làm sao mình nghĩ là mình sẽ không đau, mình tưởng tượng mình sẽ vượt qua cái đau này, thì đó không phải là quán thọ trên thọ nữa, mà đang đau phải thấy rõ cái đau mà gọi là quán thọ trên thọ. À, cho nên cái chữ trên đó đó, in and of itself, ở đây chữ in and of họ dùng tới hai, vì sao? Bởi vì ở đây dùng tới hai giữ từ in and of. In itself là đủ rồi, à, quán thân trên thân là đúng ra là in itself là đủ rồi, mà phía sau phải of itself nè. Focus on the body, in and of itself. À, vậy thì cái chữ in and of này đó, thì mình có thì trong tiếng Pali đó là chữ gì? Mà trong có tiếng Anh phải dùng in and of, và Hòa Thượng Minh Châu thì chỉ dịch là trên thân thôi, quán thân trên thân. Nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Rồi vì ấy quán cảm thọ, quán tâm và quán pháp trên các pháp. Hồi nãy đó thì bạn dịch thêm là thêm tên thân thọ tâm pháp, nhưng mà thật sự ra đó là mình không dịch như vậy, mà mình là quán thọ, bởi vì cái chữ cuối cùng á, mental qualities in and of themselves, cái chữ in and of themselves này là đi chung với chữ mental quality, và chữ chậm chậm này thật ra là trên feeling là cũng in and of themselves, mind in and of itself, và mental quality in and of themselves. Cảm thọ thì số nhiều, tâm thì số ít, à, và pháp là số nhiều. Cho nên ở đây đó, cái câu vi đã có chậm chậm đó, thì cái phía trước này là đã có mỗi câu nó có của nó rồi. Cho nên câu cuối cùng đó, thì mình chỉ cần là quán pháp trên các pháp là đủ ha. Nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Rồi, bây giờ mình sẽ có cái bản Pali để mình xem cái thử là trong cái đoạn đó đó. Trong cái đoạn này, ví dụ những chữ mình cần qua xem là chữ ở đây này. Rồi là chữ tên thân này, rồi chữ nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm này, rồi cái chữ là chế ngự tham ưu ở đời này, chế ngự tham ưu và chữ ở đời ha. Bởi vì thấy hầu như cái chữ nào cũng cái chữ mình cần xem với thử, vì nó có cái bản sự khác nhau giữa hai bản dịch. Bây giờ mình xem bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu này. Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ. Quý vị thấy không? Hòa Thượng Minh Châu đó, dịch đó, là dịch đầy đủ luôn, chứ không có chậm chậm chậm. Bản tiếng Anh là người ta chậm chậm cho Hòa Thượng Minh Châu là dịch đầy đủ này. Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Ở đây là dịch hoàn toàn đầy đủ, không có vắng tắt. Còn bản tiếng Anh là người ta vẫn tắt. Bây giờ mình xem bản tiếng Pali ha. À, xin lỗi, sư xe sai tiếng Việt Nam nè. Sati. Trang này, nhưng mà mình phải trợ lui kìa bản tiếng Pali ha. Bản Pali. Rồi, bây giờ mình xem này. Tiếng Pali ha. Ita vikave viku kaye kayanupasi viharati atapi sampachano satima vinaya loke afichado manasang. Rồi, tiếp bây giờ là ita. Ita là ở đây. Để xin xem thì ở đây có tra từ điển nữa. Ita, trang này có chỗ tra từ điển nữa. Sutta Central. Cái trang, có một cái trang khác á, tra từ điển tốt hơn trang này. Để sư chia sẻ cho quý vị luôn. Đó là trang của sư Suputi, trang đó gọi là Tipitaka Pali Reader, Pali Projector, này ha, Tipitaka Pali Projector, Pali Projector, không biết quý vị thầy có thể share chứ ha, rồi sư mở share lại nha, Tipitaka
Này, cái trang web được giới thiệu, nhắn tiền để giới thiệu cho quý vị cái phần mềm này phải nói là sự rất là tâm đắc. Nó là tên của nó là Tipitaka Pali Projector. Tipitaka Pali, Tam Tạng Pali Projector đó là tức là giống như là cái máy chiếu vậy đó. Rồi. Bây giờ đó mình đi vào cái trang này là để download link này ha. Này, sư Suputi này là một vị sư người Mỹ mà hiện giờ là đang hành thiền bình thường thiền bảo đó, mà sư nghiên cứu Pali, mà sư làm một cái trang web và dựng quyển Pali đó, TPP này, và nó rất là hay ở cái chỗ là cái Windows Store. Cái trá từ điển á, cái từ điển của cái phần mềm của sáng web sư này đó, nó phải nói là chưa có cái từ điển nào hay bằng. Bởi vì có, quý vị thấy là có những cái câu Pali mà nổi từ này nổi từ kia, có khi nó dài của nửa trang lắm. Mà nếu như mình tra những từ cái phần mềm khác á, là chữ mà dài quá là nó cũng không có cái từ đó. Nhưng mà trong cái trang của sư này đó, cái chữ mà nó dài quá khi mình bấm vào á, là họ từ đồng sắp chữ ra cho mình, từ từ đó là được cấu tạo thành từ bao nhiêu từ, là họ tách cái ngữ, tách từng cái phần ngữ âm luôn à, từng phần từ ngữ cấu thành đó đó, rồi sau đó họ mới mỗi cái từ như vậy họ định nghĩa phía dưới à, để mình xem nha. Xin lỗi bây giờ đây là sorry là được quá từ mở bằng cách nào này, đó là vì cái máy này mình đi đang ở chỗ khác, mình chưa có install cái máy nó vô trong cái máy của mình á, để xem thử ha. Còn ở máy ở nhà thì mình đã install sẵn rồi. Rồi thì nhân tiện đây để chỉ cho quý vị cái cách để mà mình vào, mà để như mình dùng bằng mình dùng Windows á, thì mình vào đây để mình download xuống, nhưng mà download này nó hơi chậm, cho nên bây giờ mình thay vì mình download xuống đó thì mình sẽ vào trang web luôn. Mình vào thẳng cái web, trang web cho nó vẽ khỏi vô cái app, vì cái app nó rất là lâu. Cái app này nó tới là 480 MB, vì ha, sư không có tru là mở cái trang web này ra, cho nên bây giờ nó hơi mất thời giờ, nhưng mà mình cứ vào mình bấm thử là Tipitaka Projector lại một phần nữa và mình vô thẳng cái website nha, để muốn giới thiệu cho quý vị đó là sau này quý vị mà tự mình nghiên cứu đó, mà mình muốn vào đọc một cái bản tính Pali á, thì cái software này nó có một cái hay, đó là từ điển Pali có 5 thứ tiếng, Pali có Anh, có tiếng Miến, có tiếng Hán, có tiếng Nhật, rồi có tiếng Việt luôn. Cái này không phải. Tại là đây này mà xin lỗi nha. Đây cái trang web mở ra như thế này này. Trang web ở đây. NNT data. Sorry, hơi lâu chút xíu. Này. Hơi mất khi giờ quý vị chơi sơ chút xíu nha. Bên kia đang tải chứ còn xuống. Bây giờ mình trở đuôi lại cái này đây. Rồi, bây giờ chữ Ita này là ở đây nha. Here. Cho nên là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là khá sát đó. Ở đây này. Pikave là này cả tỳ kheo. Pikhu là vì tỳ kheo. Kaye Kayanupasi. Đây, ở đây mình có cái chữ Kaye. Kaye đó là danh từ Kaya là thân. Và ca dê là trên thân. Cho hỏi quý vị hiện giờ có đang thấy sư đang ở trên cái trang mà bảng kinh Pali, bảng kinh từ niệm xứ bằng tiếng Pali, quý vị đang thấy bảng Pali phải không? Dạ vâng ạ. Đấy rồi ạ. Dạ. Và cùng này ha. Phikhu là vị tỳ kheo này ha. Kaya Nupasi. Ở đây này mình có cái chữ là Anupasi. Anupasi đó là quán, là chữ contemplate hoặc là remain focus. Kaya là remain focus on the body đó, hoặc là mình dịch là quán thân ha. Tiếng Việt mình rất là ngắn gọn này. Kaya là thân, và Anupasi là trong chữ Anupasi mình thấy có cái chữ anu là theo, là tùy, và pasi là đi ra từ động từ là passati, là quán. Cho nên nếu Anupasi mình dịch là tùy quán, mà tùy là vì sao, là quán liên tục thì gọi là tùy quán, cho nên mình chỉ cần dịch chỉ quán không cũng được. Và Kaya là thân, và Kaye là danh từ mà thêm chữ e phía sau, tức là cách 7 số ít, là trên thân. Cho nên Hòa Thượng dịch là vì tỳ khưu này, viharati là sống quán thân trên thân, là dịch quá chính xác ngắn gọn luôn. Phikhu là vị tỳ khưu, viharati là sống, kayanupasi là quán thân, và kaye là trên thân. Atapi là ardent, là nhiệt tâm này. Sampachano là tỉnh giác, và satima là chánh. Tỉnh giác là hồi nãy là gì, là alert ha. Và satima,
Vì vậy thầy có cái chữ sati ma này đó, chữ sati là niềm, mà ma này á là đi ra từ chữ mantu. Sati mantu là có chánh niềm, mà sati mantu mà ở đây nó chuyển đổi thành cách một á, số nhiều á sẽ xin đổi cách một số ít, cũng đang là sati ma. Như vậy là có chánh niềm á, ví dụ như là mindfulness là sati, là chánh niềm ha. Mà khi mà nói có chánh niềm tức là tỉnh tư thì đổi thành là mindful. Vậy thì là atapi, nhớ ha, những cái từ mà quan trọng á, quý vị nên nhớ là atapi là nhiệt tâm, sampachano, nhiệt tâm là gì? Ardent, ha. Sampachano là alert, là tỉnh giác, và satima là mindful, là chánh niệm. Rồi bây giờ được tiếp theo này, hồi nãy là mình thấy là gì? Để diệt tầng tham ưu ở đời, cái từ của Hoa Thượng mình dịch á, để diệt tầng tham ưu ở đây thì mình có cái từ là vinaya loke aficha domanasang. Thì bây giờ mình chữ vinaya, chữ vinaya, vinaya này đó tiếng Pali là gì, vinaya. Bây giờ đó có một cách ha, mình sao chép chữ vinaya ha, mình vào á mình tìm á là Pali dictionary, English Pali English dictionary online ha. Nếu như quý vị mà tìm không ra từ điển đó thì quý vị vào là Pali English Dictionary. Đây, mình vào mình search cái này nha. Thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có Pali Online. Mình phải thêm cái chữ online này. Đây, Pali Dictionary Online Translation. Mình vào thử đây ha. Quý vị vào đây, Pali Language, Pali Dictionary Online. Sao trong này hả? Nó online. Nó online nhưng mà thật sự nó không phải online nha. Bây giờ mình tìm cái thứ hai, thì có online không nha? Online. Rồi, cái này có online này. Bây giờ mình bấm cái chữ hôm vinaya của mình hồi nãy ha. Mình bấm vào đây. Rồi, mình tìm mình xem. Vinaya. Đây, quý vị xem ha. Cái chữ vinaya này. Từ điển Pali, Concise Pali English á. Thì chữ vinaya là gì? Absolute of vinity. Có nghĩa là having removed. Having removed nha. Không biết quý vị có đang thấy cái trang trang từ điển online mà sư đang share không? Là có. Rồi, như vậy đó, chữ vinaya đây đó, họ ghi chữ absolute là gì? Tức là gọi là quá khứ phân từ đó. Quá khứ phân từ của động từ vinity. Mà vinity có nghĩa là diệt trừ. Mà ở đây là having removed nha. Là sau khi diệt trừ, đã diệt trừ. Hoặc là ở đây họ không dùng cái chữ putting, bên kia là putting aside, họ dùng hiện tại phân từ ha. Nhưng mà trong từ điển này đó thì họ theo họ dùng cái chữ vinaya theo cái nghĩa là quá khứ phân từ. Rồi mình coi thử bản dịch tiếng Việt ha. Bản dịch là Pali, bản dịch của ngài Bụi Chương này, Pali Việt này, chữ vinaya đó là ngài dịch từ cái cuốn này ra, cho nên ngài dịch là gì? Nó là absolute của vinity, có nghĩa là đã dời đổi rồi, hoặc nghĩa thứ hai là fit to be trained, là đáng được huấn luyện. Còn một từ, còn á, từ điển mà Pali Việt Abhidhamma của ngài Tịnh Sự đó thì chữ vinaya dịch là trừ khử, diệt trừ. Có từ con từ điển nào nữa? Từ điển Pali này, từ điển Pali miệng thì rất là nhiều nghĩa. Vậy như vậy mình thấy không có một cái từ điển nào, sao họ không có xuất hiện cái bảng là từ điển của Pali Test Society ha. Bởi vì từ điển Pali Test Society là từ điển đó là họ giải thích rất là kỹ, thậm chí kỹ hơn cái từ điển Concise này. Nhưng mà trong này nó là không xuất hiện từ điển Pali Test. Quý vị sẽ thấy tới đấy đó. Quý vị sẽ thấy rằng nếu như người nào mà biết thêm được tiếng tiếng miếng á, và họ sẽ hiểu thêm được nhiều nghĩa ha. Nhưng mà ở đây mình thấy này, ví cầm mi cầm toa, mà chữ toa này á là mình nhìn thấy ngay rằng đó cũng chỉ là quá khứ phân từ. Rồi thì mình đi như vậy đó, để cái câu hỏi của mình rằng là để diệt trừ hay là trong lúc đó là vừa hành thiền vừa diệt trừ, hoặc là mà trong này thì dịch ra sau khi diệt trừ. Mà thật ra chỉ sau khi thì ở đây mình thấy nó không có ổn. Ở cái chữ vi này ra là đã có cái đồng tự có rồi đó ha, nhưng mà ngày dịch không có ra nha. Bây giờ mình tra thêm, xin lỗi quý vị là toàn là từ điển tiếng miệng mà mình không bị tiếng miệng nữa nha. Ở đây có luôn cả tiếng Hán này, tiếng Hán quý vị thấy có chữ liệu này, chữ liệu tức là rồi đó. Ở đây cũng có chữ liệu nào, dịch là họ phân lớn là họ ta dịch theo cái nghĩa là quá khứ phân từ đó, chứ không thấy cái nghĩa là để. Cho nên mà quá khứ phân từ đấy, có lẽ là khi các vị mà dịch mà thấy bỏ để quá khứ phân từ vào thì nó không có thích hợp, cho nên họ chuyển qua là hiện tại phân từ. Rồi thôi thì, nhưng mà thật ra bây giờ theo cái sự suy xét của mình, bây giờ mình trở lui lại cái bạn dịch tiếng Pali lại ha. Rồi trở lui lại, vinaya
Cái chữ ấy giá này đó, thật sự ra nãy trước khi mình học bắn phàm là ấy giá là để là đảng làm. Quý vị nhớ không? Ấy giá là nên làm. Ví dụ kari, karani yamat thì trong đó có kari này giá, kara, karani, karani yamat sutta. Thì chữ ý giá và ấy giá đó là nên làm, ứng hành tư tính đó. Nên nên thực hành tâm từ thì là nên được đoạn trừ, đảng đoạn trừ, sẽ đoạn trừ, cho nên là để đoạn trừ thì cái chữ này nó cũng có, cái chữ ấy giá này đó, nó cũng có theo ngoài cái nghĩa mà quá khứ phân từ đó, nó cũng có nghĩa là nên làm. À, thì là như vậy là nên đoạn trừ hoặc để đoạn trừ cũng được ha. Chữ loke, loke là đi ra thì chữ loka là thế giới, loke là trên thế giới hoặc là trên đời, ở đời. Cho nên họ thường dịch chữ ở đời là quá ngắn gọn luôn. Ở đời. Còn avicca, domanasa thì avicca là tham, greed, và domanasa là ưu, là distress, grief, greed and distress hoặc là greed and grief cũng được ha. Như vậy là để diệt tận tham ưu ở đời. Rồi tiếp theo là vedanasu, vedananupassi viharati, sống quảng thọ trên các thọ, asu là số nhiều. À, vedana là các thọ, bởi vì các cảm thọ đó thì nó các thọ trên quảng cảm thọ trên các thọ cũng atapi sampajano patima là nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm. Tiếp theo là rồi là để chế ngự tham ưu ở đời, rồi là chitte chitanupassi viharati là sống quảng tâm trên các tâm, trên tâm, xin lỗi, e là sự ít thế, sống quảng tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Rồi đến là sống quảng các pháp, quảng pháp trên các pháp, nhiệt tâm tình giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi mình nhìn như vậy đó, mình thấy rằng là Hòa Thượng Minh Châu dịch rất là sát nghĩa, ngắn gọn sát nghĩa ha. Trong bản Pali đó là không có chấm chấm, không có vắn tắt, mà dịch ra từng câu một luôn. À, sống quảng thọ trên các thọ, sống quảng tâm trên tâm, sống quảng pháp trên các pháp. Rồi cùng cái cụm từ mà nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm vẫn xuất hiện, rồi là để chế ngự tham ưu ở đời là điều có, điều điều là điều được ngài điều dịch đầy đủ. Và ngài dịch thì vì thế rất ngắn gọn và rất sát nghĩa. Cái chữ vinaya này dịch là để dịch từng từ từ là mình thấy đúng, bởi vì mình quán thân trên thân, thì khi mà sống quán thân trên thân đó thì để diệt trừ tham ưu ở đời cũng được. Mà khi chúng dựng Putin aside mình thấy cũng hay này, bởi vì ngay khi mà mình quán thân đó đó thì không có tham ưu, đúng không? Quý vị để ý xem, trong khi mà mình thực hành thiền quán, trong khi mình đang quán tâm, mình đang thấy rõ tâm như vậy, thì ngay tại khi đó không thể có tham, không thể có sân, bởi vì tham sân là bất thiện. Mà khi có tham có sân thì không thể nào có trí tuệ, mà khi có nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nên ngay khi đó là có trí tuệ. Cho nên là khi một người mà hành thiền quán thì ngay tại lúc hành thiền quán đó là người đó diệt trừ tham ưu ở đời luôn. Cho nên á, Hòa Thượng dịch là để diệt trừ tham ưu ở đời nó cũng đúng, nhưng mà nếu như mình xét cho kỹ đó là cái bản tiếng Anh là putting aside là diệt trừ tham ưu ở đời đó, mà dùng cái động từ hiện tại theo thảo hiện tại phân từ á, trong khi mình đang thiền quán thì ngay tại khi đó mình cũng đang diệt trừ tham ưu, đúng không? Vậy thì đó là cái bản tiếng Anh á. Như vậy là mình thấy là để diệt trừ tham ưu ở đây nghe nó cũng có lý, tốt quán thân là để diệt trừ tham ưu ở đây thì thôi thì mình tự theo cái bản Hòa Thượng Minh Châu. Nhưng mà nếu như mà mình so sánh giữa hai bản là putting aside diệt trừ tham ưu ở đời, không có mục đích ở đây nữa, thật ra tu là ngay tại chỗ đó là diệt luôn, chứ không phải là cái mục đích ở trong tương lai. Vì khi mình nói chữ để đó thì mình thấy rằng cái đó là tương lai, nhưng mà diệt trừ tham ưu ở đời à, trong khi đó đó mình vừa làm mình vừa diệt trừ tham ưu ở đời đó thì nó sát hơn đó à. Rồi như vậy đây là hôm nay mình chỉ học đoạn đầu tiên thôi à, là đoạn giới thiệu á tiếng, và mình hôm nay mình học là mình học luôn cả hai thứ tiếng Pali và tiếng Anh ha. Thì sư cô sẽ tụng tiếp cái đoạn mà đoạn tiếp theo cho quý vị nghe khi mình tụng kinh ha. Itha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke avicca domanasam vedanasu vedananupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke avicca domanasam citte citta nupassi viharati atapi sampajano satima vinaya loke avicca domanasam
Thamme su thamma nupassi viharati Adapi sampachano satima Vinaya loke avichado manasang Uddeso nithito. Cái Uddeso này tức là gọi là phần dẫn nhập, và nithito là chậm dứt, là tức là cái phần giới thiệu bài kinh. Thì phần này đó, đoạn này đó, là quý vị sẽ thấy đoạn trên là giới thiệu là nơi chốn, là Đức Phật nói rằng là Ngài sẽ dạy cho các vị tỳ kheo cái bài kinh về tự tự niệm xứ. Và bài kinh này đó là được mục đích làm gì? Đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh này, đoạn trừ vượt qua sâu não này, diệt tầng khổ ưu, thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Và thế nào là bốn niệm xứ là định nghĩa luôn ha. Đó là vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và nhớ này, thân á, là số ít ha, thọ là số nhiều, tâm là số ít, mà pháp là số nhiều. Vì sao? Vì sao mà thân thì số ít? Mình để ý ha, ca dê, thân là số ít này, mà thọ là vedana su là số nhiều này, tâm là chitte là số ít, mà pháp là tham mê su, là sống quán thân trên thân. Khi mình nói thân tức là mình nói tới một người thì chỉ có một thân thôi. Thân này là vì danh từ tổng hợp á. Cho nên khi mình là quán thân đến thân thì ngay trên cái thân này thì chỉ có thân là số ít ha, cao dây là số ít. Nhưng khi nói là quán cảm thọ thì trong cùng có thọ thì mình thấy thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thì khi mà nói thọ như vậy là cái cảm thọ này đó thì nó lại là số nhiều, bởi vì nó có nhiều loại cảm thọ. Nhưng mà khi nói tâm thì cũng có nhiều loại tâm, vì sao tâm lại là số ít? Tuy có nhiều loại tâm nhưng mà mỗi thời điểm chỉ có một tâm thôi. Còn khi pháp là số nhiều á, bởi vì á, trong một tâm thì có nhiều tâm sở, thì cả cái tâm sở đó thì được gọi là pháp. Cho nên á, là pháp thì lại là số nhiều, nhưng mà tâm thì chỉ có một tâm thôi, thì tâm là số ít ha. Rồi bây giờ đó, như vậy là mình trở lại bản tiếng Anh nha. Trở lại bản tiếng Anh một chút xíu. Đó, quý vị thấy tuy là một cái đoạn này rất là ngắn ha. Ở đây there is a case, thì bây giờ thay vì mình nói là có một trường hợp thì mình dịch là ở đây thôi ha. A monk, vị tỳ khưu, remains focused on the body, quán thân, in and of itself, trên thân, ardent, alert and mindful, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, putting aside greed and distress with reference to the world, là diệt tầng tham ưu ở đây. Khi quý vị dịch đó, theo sư đề nghị, chữ để đó, mình để trong một đơn. Để diệt tầng tham ưu ở đời thì mình để chỉ để trong một đơn, vì hòa thượng bạn dịch của hòa thượng hát là diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời đó. Theo sư đề nghị cái chữ để này mình để trong một đơn, chánh niệm phải ha, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm phải để chế ngự tham ưu ở đời thì mình một đơn đi. Trong khi nhiệt tâm tỉnh niệm tỉnh giác chánh niệm thì mình chế ngự tham ưu ở đời luôn ha. Rồi sống quán tâm trên tâm, he remains focused on feelings, vì ấy sống quán thọ trên các thọ. Tâm á, khi mình dịch tâm á là mình nói là quán tâm trên tâm, mang về đây là quán pháp trên các pháp á. Khi quý vị dịch cho nhớ, dịch cho sư thiện ha, mình nhớ này, vì ấy sống quán cảm thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp nha. Bắt đầu một từ chúng này, nhiệt tâm tịnh giác chánh niệm để trong một đơn, chế ngự tham ưu ở đời. Rồi thì hôm nay mình chỉ học hai đoạn này thôi, hai đoạn dẫn nhập giới thiệu. Và như vậy đó là cùng để khi mà mình học các sư sẽ đi từng chữ từng, quý vị sẽ em từng từ một luôn, và đối chiếu từng từ đó với bản Pali để quý vị học kinh một cách rất là nghiêm túc. Mình coi từng chữ một á, từ tiếng Anh, và quý vị thấy nếu tiếng Anh không á, nó sẽ không có bằng là mình có cái cơ hội để mình đối chiếu thêm bản Pali nữa ha. Và Pali thì tiếc là hôm nay sư không có mở được cái trang của sư Suputi, tức là cái trang mà Tipitaka Pali Projector đó. Sư sẽ đánh lên đây cái trang tên đó để quý vị vào. Sư sẽ vô cái chat ha. Sư sẽ đánh tên của cái phần mềm này này, Tipitaka Pali Projector. Cái phần mềm này đó, mình nói nó hay á, ở chỗ đó, không những á, là cái từ dài, hồi nãy sư nói là cái từ dài như vậy á, mà người ta tách ra thành từng từ nhỏ, từ phần từ nhỏ nhỏ, cái tên thanh tổ của cái từ đó, và định nghĩa từng thanh tổ rồi ha. Có thêm một cái hay nữa, từ điển này nó có hay nữa đó. Khi mình một cái danh từ xuất hiện, mình đưa vào cái danh từ đó,
Vâng, có thêm một từ cài là cái danh từ đó đó, nó cách mấy. Khi mình bấm vào là họ xuất hiện cho mình cái bảng chia cách, chia tám cách của cái danh từ đó luôn. Ví dụ như chữ là Phagava là Đức Thế Tôn, thì mình muốn là chữ, mình muốn biết là chữ Phagavato, khi thì Phagava, khi thì khi Phagavato. Thì vậy thì mình bấm vào chữ Phagavato đó để mình coi chữ Phagavato này là cách mấy. Mình chỉ cần bấm vào chữ Phagavato thì nó sẽ xuất hiện nguyên cái bảng chia cách. Từ Phagavato này nó đi ra từ chữ Phagavantu, và từ cách 1 tới cách 8, số ít và số nhiều. Và họ sẽ bôi đỏ cái chữ Phagavato lên cho, để cho mình thấy rằng chữ Phagavato này nó là cách 4 và cách 6 của danh từ Phagavantu. À, như vậy là có luôn cả cái bảng chia cách, cái bảng chia cả cách, rồi là động từ cũng có chia, là động từ này nó thuộc là thời thì quá khứ, hiện tại hay tương lai, và số ít thì số nhiều, nó thuộc nó ngôi số mấy, là động từ mình đưa vào người ta cũng có cái bảng chia cách động từ cho mình luôn. À, cho nên á, thì cái phần mềm của sư Sukhuti á, ra là có thể nói là cái phần mềm này ra là mới nhất, gần đây nhất, và nó cũng là có nhiều cái mới mẻ, và nó tiện dùng cho người dùng, người học rất là nhiều. Cho nên quý vị mà về thời gian mà rảnh đó, quý vị bấm vào cái chữ Tipitaka Projector đó đó. À, thì quý vị thử tự mày mò tìm hiểu ha. Ở đây sư nhắc này, mình không phải mục đích đi tìm để mà mình dịch đâu, mà để mình đối chiếu những lúc mình đọc bản kinh tiếng Việt, mình đối chiếu với tiếng Anh, mình thấy có cái sự khác biệt. Vì mình sẽ đi tìm Pali để mình xem cái chỗ khác biệt đó, thì từ Pali là từ gì, và cái bản nào nó gần hơn, để mình hiểu được cái ý nghĩa của kinh nó gần nhất, rồi có thể xem là nó chính xác hơn, cho mình dùng được từ chính xác nhất ha. Rồi bây giờ thì mình dừng lại ở đây. Không biết quý vị có chỗ nào thắc mắc muốn hỏi thì quý vị đặt câu hỏi. Còn nếu như không hỏi thì chắc là không ai hỏi gì đâu ha, vì nó quá rõ rồi. Vậy thì mời quý vị. Cháu cũng xin người bạn nhân sự là cho chúng con xin cái đường link để học tư vấn cho nó mau nhớ bạn nhân sự. À rồi rồi. Nó mau nhớ lắm, còn học không rồi tiếp vài nó cũng mệt. Mình sẽ cho thì chắc cũng có đường link với bạn cho, nhưng mà cho học có một cái cho nó không cho đánh, mà đường link của Nielsen nó cho đánh vô tiếng Anh, nó mau nhớ ăn một phần. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Tôi sẽ gửi cho lớp ha. Xin mời mọi người chắp tay hồi hướng. Đi đằng nô nhớ thì nằm hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yo đi đằng nô nhớ ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yo đi đằng hô tu su khi ta hôn tu nhà ta yo đi đằng vát ta mê buôn nhang a sa va kha ya va hang hô tu sa Thức xa. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại vào tuần tới nha. Yeah. Recording stopped.